Hướng dẫn sử dụng bộ kit an ninh an toàn. 1. Hướng dẫn thêm các thiết bị camera. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng, truy cập vào trang thiết bị, bấm chọn thêm thiết bị hoặc nhấn vào icon ở góc phải màn hình. Bước 2. Vào danh sách thiết bị, chọn thiết bị HC23, chọn kiểu thêm bằng kết nối Wi-Fi. Bước 3. Sau khi cắm nguồn điện cho thiết bị, nếu thiết bị chưa ở chế độ chờ kết nối, tìm khe reset thiết bị. Dùng que chọc SIM reset nhấn và giữ 5 giây vào nút reset ở trên thân thiết bị cho đến khi camera phát ra âm thanh khôi phục cài đặt gốc, không tắt nguồn điện. Chờ cho đến khi đèn LED trên camera chuyển sang trạng thái nháy xanh và phát ra âm thanh bắt đầu kết nối nhanh hoặc đang chờ kết nối. Sau đó nhấn tiếp. Bước 4. Nhập thông tin Wi-Fi. Chọn Wi-Fi 2.4GHz để kết nối. Nhập password của Wi-Fi đã chọn. Chọn tích vào ô ghi nhớ mật khẩu để ứng dụng ghi nhớ mật khẩu của Wi-Fi đã chọn. Có thể sử dụng cho lần sau mà không cần nhập password. Bước 5. Hướng mã QR của điện thoại vào ống kính của camera. Giữ khoảng cách 25-35cm giữa camera và điện thoại. Sau khi nghe thấy tiếng bíp và camera nhắc nhở đang kết nối, có thể bỏ điện thoại ra. Chờ cho camera kết nối Wi-Fi thành công. Nếu camera hoặc ứng dụng báo cài đặt không thành công, thử lại từ bước 3. Nhập mật khẩu cho thiết bị như lưu ý dưới đây. 2. Hướng dẫn sử dụng thiết bị Smart Home Gateway. Có 2 cách thêm gateway. Kết nối nhanh, ưu điểm rút ngắn thời gian kết nối. Kết nối tương thích, đợi gateway phát ra Wi-Fi rồi mới kết nối với Wi-Fi mong muốn. Kết nối lâu hơn, được sử dụng khi kết nối nhanh không khả dụng. A. Thêm thiết bị bằng cách kết nối nhanh. Các bước thực hiện. Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống. Bước 2. Ở tab thiết bị, click vào icon cộng, chọn mục bộ điều khiển thông minh. Chọn bộ điều khiển trung tâm Viettel. Bước 3. Thiết bị chưa được reset cần thực hiện reset bằng cách giữ nút reset của thiết bị trong vòng 5 giây đảm bảo đèn xanh dương nhấp nháy nhanh liên tục. Bước 4. Click tiếp theo trên màn hình hướng dẫn thêm nhanh. Hiển thị màn hình kết nối Wi-Fi. Bước 5. Nhập thông tin Wi-Fi. Chọn Wi-Fi 2.4GHz để kết nối. Nhập password của Wi-Fi đã chọn. Chọn tích vào ô ghi nhớ mật khẩu để ứng dụng ghi nhớ mật khẩu của Wi-Fi đã chọn. Có thể sử dụng cho lần sau mà không cần nhập password. Bước 6. Click button tiếp trên màn hình kết nối Wi-Fi. Hiển thị màn hình để chọn nháy nhanh. Chọn nháy nhanh. Tiến hành thêm thiết bị. Bước 7. Sau khi tìm kiếm được thiết bị thì hiển thị màn hình nhập thông tin thiết bị. Bước 8. Nhập tên thiết bị và chọn phòng. Bước 9. Click button tiếp để hoàn tất việc thêm nhanh. B. Thêm thiết bị bằng kết nối tương thích. Các bước thực hiện. Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống. Bước 2. Ở tab thiết bị click vào icon cộng. Chọn mục các thiết bị gateway. Chọn bộ điều khiển trung tâm Viettel. Hiển thị màn hình hướng dẫn reset thiết bị. Bước 3. Thiết bị chưa được reset cần thực hiện reset bằng cách bấm 5 lần liên tục vào nút reset của thiết bị. Bước 4. Tích vào đèn tín hiệu nháy xanh. Click button tiếp theo trên màn hình hướng dẫn. Hiển thị màn hình kết nối Wi-Fi mong muốn. Bước 5. Nhập thông tin Wi-Fi. Chọn Wi-Fi để kết nối. Nhập password của Wi-Fi đã chọn. Chọn tích vào ô ghi nhớ mật khẩu để ứng dụng ghi nhớ mật khẩu của Wi-Fi đã chọn. Có thể sử dụng cho lần sau mà không cần nhập password. Bước 6. Click button tiếp trên màn hình kết nối Wi-Fi. Chọn nháy chậm. Hiển thị màn hình chọn kết nối tương thích. Bước 7. Màn hình hướng dẫn kết nối Wi-Fi phát ra từ gateway, bấm button kết nối. Màn hình chuyển hướng sang phần cài đặt kết nối Wi-Fi. Chọn Wi-Fi phát ra từ gateway. Bước 8. Quay lại màn hình ở bước 6. Tích vào ô đã kết nối Wi-Fi thiết bị. Chuyển hướng sang hiển thị màn hình thiết lập kết nối. Hiển thị màn hình xác nhận kết nối Wi-Fi. Bấm kết nối. Bước 9. Sau khi tìm kiếm được thiết bị thì hiển thị màn hình nhập thông tin thiết bị. Bước 10. Nhập tên thiết bị và chọn phòng. Bước 11. Click button tiếp để hoàn tất việc thêm thiết bị tương thích. 3. Hướng dẫn kết nối thiết bị cảm biến chuyển động vào gateway. Các bước thực hiện. Bước 1. Ở tab thiết bị, click vào icon cộng. Chọn cảm biến chuyển động, chọn gateway muốn thêm thiết bị. Bước 2. Màn hình reset thiết bị tiến hành kết nối thiết bị. Nếu thiết bị chưa ở chế độ kết nối, vui lòng khởi động lại. Sau khi khởi động thành công bấm chọn đèn tín hiệu sáng đỏ. Chọn tiếp. Bước 3. Tiến hành kết nối thiết bị, đợi kết nối thành công. Bước 4. Bấm chọn hoàn thành để xác nhận thêm thiết bị. Hướng dẫn bật tắt thông báo của cảm biến chuyển động. Các bước thực hiện.
Bước 1. Click vào thiết bị. Click icon cài đặt góc bên phải trên cùng. Bước 2. Chọn bật tắt thiết bị. Màn hình hiển thị như sau. 4. Hướng dẫn kết nối thiết bị cảm biến cửa vào gateway. Các bước thực hiện. Bước 1. Ở tab thiết bị. Click vào icon cộng. Chọn cảm biến cửa. Chọn gateway muốn thêm thiết bị. Bước 2. Màn hình reset thiết bị tiến hành kết nối thiết bị. Nếu thiết bị chưa ở chế độ kết nối, vui lòng khởi động lại. Sau khi khởi động thành công, bấm chọn đèn tín hiệu sáng đỏ. Chọn tiếp. Bước 3. Tiến hành kết nối thiết bị, đợi kết nối thành công. Bước 4. Bấm chọn hoàn thành để xác nhận thêm thiết bị. Hướng dẫn bật tắt thông báo của cảm biến cửa. Thao tác tương tự như bật tắt cảm biến chuyển động đã hướng dẫn. Để xem cách thiết lập ngữ cảnh cho bộ kit an ninh, vui lòng xem video hướng dẫn thiết lập các kịch bản khi sử dụng app Viettel Home.